Nếu một tiểu hành tinh như Apophis tấn công trái đất, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Động đất khủng khiếp sẽ xảy ra và sóng thần sẽ tràn ngập mọi thứ. Apophis là một thiên thể hàng tỷ năm tuổi, đã có mặt trong hệ mặt trời kể từ khi hình thành. Chắc hẳn bạn đang nghĩ, khả năng viên đá không gian khổng lồ này va chạm với hành tinh của chúng ta vào năm 2029 là bao nhiêu nhỉ? Nào, chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Apophis là một tiểu hành tinh lớn được phát hiện vào năm 2004 bởi Đài Thiên văn Quốc gia Kitt Peak ở Arizona. Kể từ đó, nó được giữ danh hiệu một trong những tiểu hành tinh nguy hiểm nhất từng được xác định vị trí. Nó có đường kính 335m, lớn hơn tòa nhà Empire State và tháp Eiffel một chút. Vì sự đáng sợ đó nên nó được đặt tên là Apophis, giống như sinh vật bất tử của Ai Cập được coi là mang đến bóng tối vĩnh cửu và sự hủy diệt của trái đất. Vào năm 2021, các nhà nghiên cứu đã có cơ hội độc nhất vô nhị để nghiên cứu tảng đá trôi nổi này khi nó đi ngang qua và gần hành tinh của chúng ta. Và chúng ta sẽ quay lại vấn đề đó sau một phút. Bây giờ một số nhà khoa học nói rằng có 2,7% khả năng Apophis va vào trái đất vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 4 năm 2029. Hiệu ứng Yarkovsky là nguyên nhân gây ra điều này vì nó có thể đẩy nhẹ tảng đá không gian ấy về phía trái đất. Hiệu ứng này bắt nguồn từ sự phát xạ không đồng đều các photon nhiệt bởi một thiên thể đang quay, dẫn đến một lực hấp dẫn tác dụng lên nó trong không gian. Những photon phát xạ này có động lượng và đóng vai trò then chốt trong việc định hình động lực học của thiên thể. Tiểu hành tinh nọ có hai mặt, tối và sáng, giống như mặt trăng. Mặt sáng hướng về phía mặt trời và ấm áp hơn mặt tối. Nhưng tiểu hành tinh đó cũng quay, nên các bên liên tục thay đổi hướng và nhiệt độ. Sự thay đổi này có thể gây bất lợi vì nó sẽ hơi đẩy Apophis về phía trái đất. Thật không may, không ai biết hiệu ứng Yarkovsky sẽ ảnh hưởng đến đường đi của tiểu hành tinh như thế nào. Mặt khác, trong chuyến bay ngang qua trái đất gần nhất của tiểu hành tinh này vào năm 2021, các nhà thiên văn học đã sử dụng radar để đo chính xác quỹ đạo của nó và tự tin kết luận rằng Apophis sẽ trượt khỏi trái đất một cách an toàn vào năm 2029 ở khoảng cách khoảng 20.000 dặm và sẽ không làm phiền chúng ta nữa trong khoảng thời gian ít nhất là 100 năm. Nói chung thì cứ sau 80.000 năm, hành tinh của chúng ta lại bị một ngôi sao rơi có kích thước tương tự như Apophis va phải. Lần cuối cùng chúng ta bị tấn công bởi một thiên thạch nhỏ hơn một chút là vào năm 2013. Một tàu vũ trụ do NASA phát triển có tên OSIRIS-REx được phóng vào năm 2016 để thu thập các mẫu từ một thiên thể khác ít đáng sợ hơn một chút tên là Bennu. 4 năm sau, cuối cùng nó cũng đến được nơi, lấy một số mẫu, nhanh chóng nói lời tạm biệt với Bennu và bắt đầu du hành trở lại trái đất. Các mẫu được lưu trữ an toàn trong một buồng kín được thả ở Utah. Cho đến nay, đây là mẫu quan trọng nhất từng được lấy từ một tiểu hành tinh. Sau khi mẫu vật được giao, tàu vũ trụ đã không lãng phí thời gian và bắt đầu đuổi theo Apophis. Bây giờ, OSIRIS-REx đã được đổi tên thành OSIRIS-APEX và hiện đang chơi trò chơi đuổi bắt với Apophis. Với một chút may mắn thì vào ngày thứ 2 của tháng 4 năm 2029, khi tiểu hành tinh di chuyển đến gần trái đất, tàu vũ trụ sẽ tiếp cận Apophis và đáp xuống đó. Nó sẽ ở lại Apophis trong 18 tháng, thu thập thông tin có giá trị và chụp hàng nghìn bức ảnh. Tiểu hành tinh sẽ được theo dõi với sự trợ giúp của những chiếc kính viễn vọng mạnh mẽ. Tại một thời điểm nào đó, Apophis sẽ đến quá gần mặt trời và khi ấy, mọi công việc giám sát sẽ được thực hiện trên OSIRIS-APEX. Nếu bạn sống ở châu Âu, Tây Á hoặc châu Phi, thì bạn là một trong số những người may mắn sẽ có cơ hội duy nhất trong đời được nhìn thấy Apophis bằng mắt thường. Nó sẽ được nhìn thấy trên bầu trời ở những khu vực này vào năm 2029, và những người có kính thiên văn sẽ có thể quan sát thấy nó một lần nữa vào năm 2366. OSIRIS-APEX chắc chắn sẽ gặp một số vấn đề vì tiểu hành tinh có lớp vỏ dày và tàu vũ trụ sẽ không thể thu thập dữ liệu dễ dàng như với Bennu. OSIRIS-APEX có một bộ đẩy độc đáo sẽ thổi bay hết bụi khỏi Apophis khi hạ cánh. Đó sẽ là cơ hội hoàn hảo để phân tích bề mặt của tiểu hành tinh để xem nó được làm từ gì. Người ta sẽ dành một và một nửa năm lập bản đồ tiểu hành tinh, cố gắng phát hiện những thay đổi về hình dạng của nó.
Tất cả nghiên cứu này sẽ cho thấy thiên thể có khả năng di chuyển như thế nào để chúng ta có thể thiết kế các kế hoạch bảo vệ trái đất khỏi những điều như vậy tốt hơn. Vào năm 2025, NASA cũng sẽ khởi động sứ mệnh Apophis Pathfinder và đây sẽ là tàu vũ trụ đầu tiên chạm vào tiểu hành tinh này. Nó sẽ hạ cánh khoảng một năm sau khi ra mắt. Ngoài ra, NASA còn đề xuất gửi một nhóm tàu nhỏ vào không gian để giúp nhân loại phát triển các chiến thuật bảo vệ hiệu quả trước các cuộc tấn công của tiểu hành tinh. Chúng ta biết rằng, Apophis có nguồn gốc từ vành đai tiểu hành tinh chính và nằm giữa sao hỏa và sao mộc. Trong 1 triệu năm qua, thiên thể này đã thay đổi đường đi do ảnh hưởng đáng kể của lực hấp dẫn của sao mộc. Bây giờ có vẻ như nó thiên về mặt trời hơn, nghĩa là tiểu hành tinh này ở rất gần trái đất. Đó là lý do tại sao nó được phân loại là thiên thể gần trái đất. Rất nhiều thử nghiệm và nghiên cứu đã được thực hiện để tìm cách đối phó với các tiểu hành tinh. Một số giải pháp bao gồm khoan và kích nổ vật thể không gian từ bên trong hoặc thử nghiệm các công nghệ mới như gắn tên lửa vào nó và lái nó chệch khỏi trái đất. Chúng ta cũng có thể tấn công nó bằng thứ gì đó đang chuyển động với tốc độ cao để khiến nó thay đổi hướng đi. Apophis là một tiểu hành tinh loại S, có cấu tạo từ đá và kim loại, giống như sắt và niken và có hình dạng giống như hạt đậu phộng. Nó có thể cho chúng ta biết rất nhiều điều về quá khứ và có thể cả tương lai. Việc lấy mẫu vật thể không gian này có thể tiết lộ sự sống trên trái đất bắt đầu như thế nào và thực vật đã xuất hiện ra sao. Có rất nhiều giả thuyết cho rằng nước đến được hành tinh của chúng ta qua một tiểu hành tinh hoặc sao chổi. Các tiểu hành tinh giống như những viên nang thời gian vô giá, không giống như đá trên trái đất đã trải qua hàng ngàn thay đổi, ví dụ như xói mòn, hầu hết các thiên thể vẫn còn nguyên vẹn và dễ nghiên cứu hơn nhiều. Khi thiên thạch rơi xuống trái đất, chúng bị bao phủ bởi những mảnh vụn không thể làm sạch được. Đó là lý do tại sao việc nghiên cứu Apophis khi nó vẫn còn ở trong không gian lại quan trọng đến vậy. Ngoài ra, một số tiểu hành tinh được tạo thành từ kim loại quý như bạch kim. Hiện tại chúng ta đang rất cần kim loại để sử dụng trong sản xuất, trong khi việc khai thác kim loại trên trái đất khá phức tạp. Một mảnh thiên thạch lớn có thể chứa lượng sắt, niken, vàng và bạch kim sử dụng được hàng triệu năm. Nếu Apophis có lượng kim loại này, chúng ta sẽ muốn làm vỡ và mang nó về trái đất. Một tảng đá không gian có thể có trị giá hàng triệu triệu đô la, khiến việc khai thác trong không gian mang lại lợi nhuận rất cao. Tuy nhiên, để đưa nó trở lại trái đất, chúng ta sẽ phải đầu tư nhiều tiền hơn là đào những vật liệu này ở đây. Khi công nghệ tiến bộ và các loại tên lửa mới được phát triển, điều này có thể trở thành hiện thực vào một lúc nào đó. Và mặc dù chúng ta được an toàn trong hàng trăm năm tới vì Apophis không tấn công, nhưng chắc bạn vẫn muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu thứ gì đó tương tự tác động nhỉ? Chà, trước tiên hãy để tôi nói rằng, bạn sẽ nghe thấy âm thanh của vụ va chạm và biết chuyện gì đã xảy ra ngay cả khi bạn ở cách xa hàng dặm. Bạn nên rời khỏi nhà hoặc căn hộ của mình ngay lập tức. Ngay sau khi va chạm, các trận động đất lớn sẽ xảy ra và nhiều tòa nhà cao tầng sẽ sụp đổ. Vì vậy, tránh xa các thành phố có thể là lựa chọn tốt nhất nếu bạn được lựa chọn. Nhưng đừng bỏ đi bằng ô tô, bạn sẽ gặp ùn tắc giao thông và mọi người sẽ hoảng sợ. Đi bộ hoặc đi xe đạp là lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này. Phương tiện di chuyển chính sẽ là máy bay. Vì vậy, nếu bạn muốn có bằng phi công thì bây giờ bạn đã có một lý do chính đáng rồi. Nếu có thời gian, hãy mang theo thêm đồ ăn nhẹ và nước uống, và thêm một đôi tất. Sống gần biển hoặc đại dương thật tuyệt, nhưng trong kịch bản này, đó là nơi tồi tệ nhất vì sóng thần khổng lồ sẽ ập vào bờ biển sau tác động. Nếu bạn sống xa khu vực bị ảnh hưởng, sóng thần có thể mất 30 giờ mới tới nơi. Bạn sẽ có thời gian để chuẩn bị.